phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đức Tân đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo đổi mới, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, giành được nhiều kết quả ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Ngày 16 tháng 10 năm 2015 trở thành một dấu mốc không thể nào quên của cán bộ và nhân dân xã Đức Tân. Đây là ngày xã Đức Tân vinh dự chính thức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mộ Đức. Niềm vui mới, khí thế mới ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới đã tạo ra động lực mới, đưa xã Đức Tân đạt được nhiều thắng lợi mới trong nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2015-2020, xã Đức Tân đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển phù hợp. Minh chứng là tổng giá trị sản xuất đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm trên 19%. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 72 tỷ đồng, chiếm 14,3%. Dịch vụ thương mại 206 tỷ đồng, chiếm 40,5%. Tiểu thụ công nghiệp xây dựng 230 tỷ đồng, chiếm 45,2%. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trên đơn vị diện tích đạt trên 90 triệu đồng một hecta. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng một năm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, dấu ấn lớn nhất là Đảng bộ xã Đức Tân đã đề ra các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là dồn điền đổ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế vườn rừng, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất. Hàng năm, xã đã chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, tăng năng suất cây trồng, tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.500 tấn. Người dân đã mạnh dạn đưa vào sản xuất những cây con giống mới có chất lượng, hiệu quả và mang lại thu nhập cao. Trên lĩnh vực tiểu thụ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xã đã định hướng phát triển đa dạng hóa ngành nghề, ứng dụng kỹ thuật mới vào các nghề truyền thống như làm bún, làm bánh tráng, mạch nha, xay sát gạo, mở rộng các ngành nghề như xây dựng, may mặc, mộc chuyên dụng, sửa chữa cơ khí, máy cướp lúa, rèn nông cụ, phục vụ nông nghiệp trên địa bàn xã. Hiện nay, tổng số hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã là 110 hộ và trên 200 hộ mua bán nhỏ lẻ theo thời vụ. Cùng với tăng trưởng kinh tế, đời sống người dân cải thiện, thì diện mạo nông thôn của xã Đức Tân cũng thay đổi từng ngày. Năm 2015, xã Đức Tân là một trong những địa phương đầu tiên chạm đích nông thôn mới sớm hơn so với các xã trong tỉnh. Từ đó, bà con nhân dân ai cũng phấn khởi vì được trực tiếp thụ hưởng những thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, từ nguồn ngân sách các cấp và vận động nhân dân đóng góp tiền ngày công lao động, xã Đức Tân đã đầu tư hàng tỷ đồng để trồng cây xanh, hoa, chỉnh trang nhà ở, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Năm 2019, xóm cây gạo 02 triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã, góp phần rất lớn trong đổi mới diện mạo vùng nông thôn, cải thiện đời sống người dân về mọi mặt. Trong những năm qua đó, thì theo tôi thấy thì cái cơ sở vật chất, cái cơ sở hạ tầng của xã Đức Tân được đổi mới, được nâng cấp. Và kể từ ngày sau mà khi xã Đức Tân được công nhận là nông thôn mới thì nhà nước tiếp tục đầu tư và cái càng ngày càng đổi mới hơn. Ví dụ như là ở xóm cây gạo đây, ở thôn 2 đây thì được hình thành cái hợp tác xã dịch vụ du lịch, rồi các cái cơ sở vật chất khác, đường đi lối lại được chỉnh trang, được trồng hoa xinh sạch đẹp. Nói chung là cái cuộc sống của về tinh thần và vật chất của người dân
ở trong địa phương, ở trong toàn xã thì ngày được nâng cao, được phát triển. Cùng với những kết quả đạt được, công tác giáo dục, văn hóa, xã hội cũng đã được đảng bộ, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà văn hóa của các trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng. Toàn xã có 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư nâng cấp. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt, xã đã tổ chức thành công lễ hội ngày mùa và đang xây dựng thành một lễ hội truyền thống của địa phương và của huyện trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai thực hiện đạt được cái kết quả trên thì trước hết là các chương trình, kế hoạch cụ thể giao cho các bộ phận và thôn. Thứ hai là phối hợp đồng bộ với mặt trận và đoàn thể để triển khai nhiều cái giải pháp, nhiều cái biện pháp để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đã đề ra. Điểm nhấn nhất trong thời gian qua là về lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương, ủy ban xã đã phối hợp với mặt trận đoàn thể chỉ đạo các bộ phận, các thôn thực hiện cái theo cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thể hiện rõ là chúng ta từng bước là chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổ thừa, rồi xây dựng được những cánh đồng lớn, rồi thành lập các tổ tác sản xuất lúa giống, rồi liên kết với các cái doanh nghiệp, các cái công ty để sản xuất và thu mua lúa giống và lúa hàng hóa cho nhân dân. Trên cơ sở các cái nhiệm vụ đột phá trong nghị quyết cũng như đảng ủy đã đề ra thì có những cái biện pháp mà cụ thể đến từng bộ phận, đến từng thôn và từng xóm để họ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để rồi chúng ta thực hiện tốt vấn đề này. Một trong những dấu ấn đổi mới của xã Đức Tân trong nhiệm kỳ qua chính là việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nguồn lực trong và ngoài xã để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cùng với sự đầu tư cơ sở vật chất của cấp trên, xã Đức Tân đã sắp xếp tinh gọn, bố trí cán bộ hợp lý, tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. So với trước đây, từ khi có bộ phận một cửa thì người dân đến đây giải quyết rất là nhanh, gọn, lẹ. Người dân không mất thời gian như lúc trước nữa. Bình thường chưa có bộ phận một cửa, người dân bản thân tôi tới đây giải quyết hồ sơ thì thời gian nó mất, tốn rất là nhiều thời gian. Tốn hình như là gấp 3-4 lần thời gian như bây giờ. Bây giờ thì tới đây rất là nhanh, chỉ cần mình đưa hồ sơ vào thì có anh em tiếp nhận họ làm rất là nhanh, gọn, lẹ. Người dân không có phiền hà tốn thời gian như lúc trước nữa. Tôi rất là hài lòng so với trước đây. Xác định xây dựng đảng là khâu then chốt. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã Đức Tân luôn chú trọng công tác xây dựng đảng trên các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Mỗi một việc làm, mỗi một cái hướng dẫn chỉ đạo cấp trên là ở thôn ba, tức là đã triển khai và dựa vào sức dân là chính. Do đó cho nên là được dân ủng hộ, nhất là cái dùng điện đổi thừa, là nói chung là dân là rất là đồng tình ủng hộ, cho nên là cũng làm được một số việc, là mở được 3 cái tuyến đường nội đồng, có cái phương tiện đi lẹ để vận chuyển lúa là rất là dễ dàng. Thứ hai nữa là ở thôn là cũng tập trung chỉ đạo, tức là đã mở được tức là 3 cái tuyến đường
hay là bê tông. Đấy, bê tông quá ở khu 12. Đấy, mà một cái mà đón ghi nữa đó là vận động được cái người con ở xa quê là đã ủng hộ 250 triệu đồng để làm một cái tuyến đường bê tông từ cái tuyến đường của xã đến cái tuyến đường nhỏ văn hóa xã vừa 320 mấy. Và hiện nay tức là cũng dựa vào sức dân, nói chung là các tổ dân cư đều đồng tình đó, kết hợp với là các hội đoàn thể để trồng hoa ở một số tuyến đường ở khu dân cư và một số tuyến đường điện mà gần song song với là có cái tuyến đường bê tông mà song song với là tuyến đường ở xã, tức là vận động các cái tủ điện, tức là hiện nay là trồng cây xanh hay là trồng cây cao đó, để cho trở nên cái bộ mặt của thôn là ngày nó còn phát triển. Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển, đi lên của đảng bộ. Trong 5 năm tới, đảng bộ nhân dân Đức Tăng tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng khu du lịch cộng đồng, xây dựng khu dân cư thương mại phía bắc huyện Mộ Đức, quy hoạch xây dựng điểm dừng chân tại khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng, đường khúc quẹo Thừa Xuân Mai Liên, khu du lịch sinh thái Suối Mơ, tập trung phát triển nông nghiệp sạch và hữu cơ. Đây là cơ hội để Đức Tăng bứt phá phát triển mạnh về thương mại, du lịch và các sản phẩm nông nghiệp sạch, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với khu du lịch cộng đồng, phấn đấu từng bước xây dựng xã đặc nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi tiếp tục phát huy những cái đạt được và những bài học kinh nghiệm mà chúng tôi đã rút được trong đại hội lần này, và chúng tôi xây dựng là đưa chủ đề là phát huy để đoàn kết dân tộc, dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch nông nghiệp. Đó là chủ đề xác định của đại hội. Tập trung thứ nhất là phát triển kinh tế. Trong phát triển kinh tế, chúng tôi xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ thứ nhất là đẩy mạnh tới cơ cấu ngành công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Trong đó chủ yếu đột phá nhất là chúng tôi sẽ nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch là chủ đề để mà sau này chúng tôi làm du lịch cộng đồng nó dễ hơn, nó có nhiều hướng khả quan hơn. Kế thứ hai là tiếp tục phát triển các ngành nghề sẵn có của địa phương, những cái khu du lịch, những điểm dân cư để tiến hành là mở rộng du lịch sinh thái và tiến hành du lịch nông nghiệp. Đó là những cái quan trọng nhất mà trong nhiệm kỳ tới chúng tôi tập trung lãnh đạo để thực hiện. Giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ lần này thì nó có rất nhiều giải pháp, mà ở đây chủ yếu là giải pháp là làm sao xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn và có sự tinh thần trách nhiệm với công việc nhiệm vụ mà đảng và nhà nước cho mới hoàn thành được cái nhiệm vụ chính trị. Với truyền thống đoàn kết thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng, cùng với những kinh nghiệm đã được tích lũy, đảng bộ xã Đức Tăng quyết tâm nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Đức Tăng trở thành điểm sáng về phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.